Xin chào các bạn Ngày hôm nay xin mời các bạn cùng vào bếp để làm món mắm thái chay Và đặc biệt là mình ăn thuần chay được luôn nha Nguyên liệu đầu tiên là 100g củ cải cà gót 300g dưa leo 1 kg đu đủ sống mình đã gọt vỏ, rửa sạch và bỏ phần hộp bên trong rồi 200g đậu hũ chiên 300g khóm 150g đường thốt nốt Nếu như các bạn không thích ăn ngọt lắm thì mình giảm lượng đường lại cũng được nha 50g muối 2 muỗng canh thính gạo Gạo mình đem gan cho vàng, thơm và mình xay cho nhuyễn như vậy là sẽ ra thính gạo Nếu như mà các bạn không có thời gian để làm thính gạo tại nhà thì mình có thể mua ở chợ cũng được nha Đầu tiên chuẩn bị một cái thao và mình sẽ bào đu đủ vào. Bào đu đủ xong, tiếp theo thì mình sẽ bào đến củ cải cà gót nha. Củ cải cà gót này mình đã rửa sạch và gọt vỏ ra rồi nè. Bào đu đủ và cà gót xong, tiếp theo thì mình sẽ cho muối vào. Mình chừa lại một phần để lát nữa mình cho vào dưa leo nha. Dùng đũa mình sẽ trộn đều lên, không cần cho nước nha các bạn. Vì lát nữa đu đủ và cà gót sẽ ra nước rất là nhiều. Trộn muối như vậy mình để sau 1 giờ đồng hồ thì mình hãy đem đi xả để cho đu đủ và cà gót được giòn hơn nha. Tiếp theo thì mình sẽ sắt phần dưa leo này ra. Sắt hai đầu bỏ cho mình bỏ phần ruột bên trong luôn nha. Dưa leo thì các bạn nên chọn những trái dưa leo non thì khi mình làm mắm ra sẽ giòn và ngọt hơn. Sắc dưa leo xong thì bây giờ mình sẽ cho phần muối còn lại vào Dưa leo trộn muối mình cũng để trong một giờ đồng hồ luôn nha Cho thêm nước vào vừa ngập dưa leo là được Tiếp theo thì khóm này mình sẽ sắt bỏ phần cùi đi Và sắt ra thành từng miếng nhỏ nha khóm sắt xong thì mình sẽ cho vào trong chảo và cho đường thuốc nốt vào luôn nha cho đường thuốc nốt vào xong mình cho lên lò để lửa vừa sau 5 phút khóm đã trong và đường sánh nhẹ lại như vậy là được bây giờ mình sẽ nhắc xuống luôn nha trong thời gian để cho khóm nguội thì quay trở lại đu đủ cà gót dưa leo của mình cũng đã thấm muối được 1 giờ đồng hồ rồi đó các bạn bây giờ thì mình sẽ đem xả hai đến ba nước và dắt cho khô nha khi đã chuẩn bị xong hết tất cả các nguyên liệu thì bây giờ mình bắt đầu trộn mắm thái nha đầu tiên là cho đu đủ cà gót đã dắt cho khô vào tiếp tục đến dưa leo đậu hũ chiên sắc sợi khóm ngào khi nãy mình đã để nguội và cho vào luôn nha hai muỗng canh thính gạo. Và cuối cùng là 40 ml nước tương. Mình sử dụng nước tương Maggi để cho mắm thái của mình được đậm đà và thơm ngon hơn nha. Cũng tùy vào khẩu vị của gia đình mình mà các bạn thêm hoặc giảm nước tương và đường lại nha. Ở đây do mình xả cà gót, dưa leo đu đủ đã sạch muối rồi nên mình cho nước tương nhiều hơn còn nếu như các bạn xả xong mà mình ăn vào cảm thấy hơi mặn đó thì mình cho giảm nước tương lại cũng được nha dùng đũa mình sẽ trộn cho mắm được thấm đều mắm thái chai mình trộn như vậy là được rồi nha nếu mà thích ăn cay thì các bạn có thể cho thêm ớt băm cũng được bây giờ xin mời các bạn cùng ăn thử nha đu đủ dưa leo cà gót rất là giòn luôn các bạn cho mình trộn với muối gia vị thì mặn mặn ngọt ngọt vừa ăn thính gạo và đậu hũ thì thơm và béo rất là ngon luôn các bạn món này mình làm trong những ngày ăn chay mình ăn kèm với cơm bánh mì hoặc là bún với gạo cũng rất là ngon và phần nguyên liệu cũng đơn giản nữa mình không cần phải liều lượng nhất định đâu các bạn thích ăn đu đủ nhiều thì mình cho đu đủ nhiều hoặc là khóm dưa leo đậu hũ cũng được các bạn có thể thay thế đậu hũ bằng tàu hũ kia cũng được nha ngày hôm nay mình chia sẻ cách làm mắm thái chai cho các bạn cùng xem đến đây thôi nha kết thúc video xin chào tạm biệt các bạn nha